皆さん、こんばんは。私はライと申します。今、日本に働いて住んでいます。今日ね、2018年2月30日です。ベトナムには、そろそろお正月になりますね。皆さんは、喜んでいると思います。でも、私は今、日本に住んでいるので、休みません。仕事です。1年間なったんですけど、皆さんは何かできましたか？何かまだできませんでしたか？xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Đại. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Hiện tại bây giờ thì ở Việt Nam đã là 30 Tết rồi.Thì mình nghĩ là các bạn đang rất là phấn khởi, đúng không? Để đón chờ một năm mới. Nhưng mà mình thì đang sống ở Nhật Bản thì mình vẫn đi làm và không có được nghỉ. Vì ở Nhật Bản là người ta chỉ ăn Tết Tây thôi chứ không Tết ta như mình. Mình đã nghỉ Tết Tây cách đây một tháng về trước rồi. Mình được nghỉ 9 ngày là mình đã chơi rồi. Thì hôm nay là Tết Việt Nam thì mình vẫn phải đi làm. Tại mình đang sống trên đất nước Nhật. Thì một năm đã trôi qua rồi.Thì mình không biết là các bạn đã làm được những gì và những gì chưa làm được. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số thông tin, rồi một số lời khuyên, cũng như là mình muốn gửi lời chúc Tết đến tất cả các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cái kênh YouTube Cuộc Sống Thực Tập Sinh Nhật Bản của mình nhá. Thì như thế nào ta?Một năm rồi thì bây giờ chuẩn bị năm mới rồi thì rất nhiều bạn đang có cái sự quan tâm mà đến cái chương trình thực tập sinh cũng như là du học hay là kỹ sư gì đó để qua bên Nhật làm việc á. Thì mình thấy các bạn cũng xem trên cái kênh YouTube của mình cũng như một số bạn khác rất là nhiều và đặt rất là nhiều câu hỏi. Thì năm mới cũng sắp đến rồi thìmình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn rằng là một năm đã trôi qua thì những gì mà mình đã làm được rồi á thì mình cố gắng duy trì nó, thực hiện nó tốt hơn, và những cái gì mà mình chưa thực hiện được á thì ngay từ bây giờ mình phải nhanh chóng lên kế hoạch rõ ràng nhé, rồi để thực hiện nó trong năm tiếp theo để cho nó hoàn thành cái mục tiêu đề ra của mình. Nhưng mà mình có quan điểm như vậy nè, nếu mà mình có một cái kế hoạch rõ ràng, một cái sự đầu tư nghiêm túc, một kế hoạch dài hạn cộng với sự may mắn cũng như là sự phù hộ của ông bà tổ tiên thì chắc chắn mục tiêu các bạn sẽ thành công và sẽ đi đến thành công rất là nhanh. Còn nếu mà ngược lại nha, nếu chúng ta không có kế hoạch rõ ràng, không có sự đầu tư mà chỉ có cầu ông bàcho chúng ta gặp sự may mắn thôi, mình nghĩ điều đó thành công nó sẽ ít khi đến với mình lắm. Chỉ khi chúng ta bắt tay vào công việc, làm việc một cách nghiêm túc và cộng với sự may mắn thì thành công nó sẽ đến với chúng ta. Thì năm mới Tết đến rồi thì Đại xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn và gia đình các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏeGặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Và mình cũng hy vọng rằng trong năm mới thì các bạn tiếp tục thực hiện những mục tiêu mình sớm hoàn thành mục tiêu và sớm thực hiện được ước mơ. Vì tuổi trẻ chúng ta chỉ có một lần duy nhất trong đời thôi, cho nên mình cũng hy vọng các bạn hãy mạnh dạn vượt lên chính mình, thử thách bản thân mình một lần xem thế nào nhé.Và mình muốn nhắn nhủ với các bạn ở cái lứa tuổi mà đang còn học lớp 11, 12 á, các bạn hãy nên cố gắng học thật nhiều vào, học gấp 4 lần hiện tại nhé, gấp 4 lần hiện tại. Vì sao? Vì ở bên Nhật, công việc ở bên Nhật nó khác với công việc ở Việt Nam hoàn toàn. Ở bên Nhật người ta làm việc năng suất gấp 4 lần ở Việt Nam, cho nên các bạn học tập cũng phải học gấp 4 lần hiện tại đang học nhé.Mình xin gửi lời chúc Tết cũng như những cái nhắn nhủ của mình muốn đến với các bạn như vậy.
thì mình muốn nhắn nhủ với các bạn một số điều như vậy. Và chúc các bạn ăn Tết thật là vui vẻ. Tuần trước mình đi chơi rất là nhiều. Mình đi chơi những cái địa điểm thắng cảnh nổi tiếng ở bên này nè. Mình quay rất là nhiều video clip để lại, nhưng mà mình chưa có thời gian để chỉnh sửa và up nó lên cho các bạn cùng xem. Thì trong thời gian các bạn ăn Tết thì mình sẽ tranh thủ chỉnh sửa, rồi mình sẽ up lên cho các bạn cùng xem nhé. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Rồi, mình xin dừng video cả đây. Xin chào và tạm biệt. Hẹn các bạn lại các video tiếp theo. Happy New Year. Bye bye. Happy New Year. Minasan.